Sau vâng, xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Và tiếp tục cập bến ngày hôm nay thì em lại về được cái dòng đẩy 3 kênh máy LA, một trong những dòng máy siêu bền, chất tiếng rất là hay các bác nhé. Tại vì sao? Nó sử dụng toàn bộ là sò trường LGWK và sò MG. Hai dòng sò này là cái dòng sò hay nhất và mạnh nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, và đây là hàng bãi các bác nhé, hàng bãi nhưng mà nó còn rất là đẹp, tất cả đều còn riêng nguyên bản. Với con ba kênh như thế này thì em rất thích dòng đẩy này. Tại vì sao? Nó có một cái kênh đánh súp, và cái kênh đánh súp của nó ấy, cái tiếng cắt của nó rất là sâu, uy lực mạnh mẽ. Ở đây em có để một con đẩy PHD, con này thì nó cũng có cả cắt súp luôn. Dòng đẩy PHD này thì cái kênh đánh súp của nó đã rất là hay rồi, nhưng nếu để mà so với con hàng bãi như thế này thì cái con PHD nó không hay bằng đâu các bác nhé. Mặc dù giá tiền PHD cao hơn rất là nhiều. Với một con đẩy máy NA hàng bãi như này thì Minh Vũ đang bán mức giá là dưới 5 triệu, cụ thể là 4.950.000 một con các bác nhé. Đấy, tất cả còn rất là đẹp. Em mới tháo mắt lắp máy ra xong là quay luôn cho các bác, cũng chưa có vệ sinh lau chùi gì cả. Đấy, tất cả bên trong máy này, đấy, nó đều là chạy sò trường MG và LG. Đấy, còn rất là đẹp các bác nhé. Các bác nhìn dàn tụ của nó, tất cả tụ tiếp các thứ còn đẹp lắm. Máy thì linh kiện dày đặc vào luôn. Đấy, các bác nhìn này, đây là mặt đằng sau của đẩy nhá. Cái kênh này là kênh đánh súp này, cái kênh màu đỏ này. Đó, kênh C. À, em xin lỗi, kênh A. Kênh A là kênh đánh súp nhá. Cái chỗ này là cái chỗ để chúng ta cắt súp này. Nếu như các bác sử dụng không dùng để đánh súp thì các bác cứ để bình thường. Còn khi các bác mà muốn cắt súp thì chúng ta ấn vào cái nút ở bên cạnh cái nỗ này, có hai cái nút này, thì chúng ta ấn vào cái nút để cắt cái tiếng gọi là nời ra. Ở phần bên này thì nó có volume điều chỉnh giới hạn âm lượng đầu vào. Bên kia cũng vậy. Đấy, ngoài ra thì có cả hai đường link. Nếu như các bác sử dụng cục đẩy nữa thì chúng ta có thể dùng một cặp dây link từ đẩy này sang đẩy khác. Đó, hai đường link của nó này. Các bạn nhìn máy chất không? Đẹp dã man luôn. Hay lắm các bạn. Kể cả những cái công tắc ấn của nó. Nhìn công tắc ấn của nó cũng đã xịn sò, đã chất đây. Em về được có mấy con thôi. Đấy, mức giá này thì nói thật các bác là quá là rẻ. Bình thường nếu như năm trước ấy thì rẻ nhất nó cũng phải rơi tầm 5 triệu rưỡi một con. Đấy, nhưng mà năm nay thì một con đẩy chất như thế này, thời buổi kinh tế khó khăn mọi thứ, mức giá là chỉ có 4.950.000 một con, thì em nghĩ mức giá này nó quá là hợp lý, quá là rẻ cho các bác sử dụng gia đình. Các bác có thể chơi gọi là một cặp full đơn bát 40 và một quả súp bát 50 từ 220-100 là các bác cứ đánh thoải mái cho em, đánh căng luôn đấy. Dòng này tiếng rất là hay. Còn đối với dòng full 30 thì các bác cũng tùy loại, nếu như dòng nào mà nó hàng xịn nhá, nó không ăn công suất thì các bác có thể đánh được hai đôi, hai đôi bát 30 và một quả súp các bác chơi gia đình thì quá là ngon rồi. Đấy, dòng này thì nó hay hơn đẩy mới nhiều nhá. Dòng loa full 25 TND bát chép của Ý thì em cũng còn mấy đôi nữa. Bạn nào cần những dòng đấy thì chơi không gian từ 25-30m² là ok. Đấy, còn con đẩy này thì lát nữa thì em sẽ vệ sinh thổi bụi đi, lau chùi đi, sạch đẹp, test kỹ trước khi gửi đi cho tập thể các bác. Mọi thông tin chi tiết đặt hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em nhé.